Tiếp theo thì để kết nối cái khóa cái app này á, từ xa á, thì mọi người cần phải có một cái cục gateway. Mà cái bộ gateway này á thì nó gồm có một cái cục sạc như vậy, cái cục này như cái cục wifi của mình á, thì mình cắm nó ở nhà, như cắm cục wifi mình á, mình cắm vô cái chân sạc nè, mình tháo dây sạc ra, cắm cái đầu này vào đây. Còn cái chui này á thì mọi người sẽ cắm vô cái củ sạc á, mọi người cắm điện, cắm vô cái củ sạc xong rồi cắm điện vào, để mọi người cứ để trong nhà, để nó như một cái cục wifi của mình á, để sau này mọi người đi ra khỏi nhà thì mọi người sẽ kết nối cái app này từ xa được. Đó, sau khi mình cắm điện á, thì khi mà kết nối thành công á thì cái nút này nó sẽ hiện xanh, thì mọi người cứ bỏ trong nhà, khi ra ngoài thì mọi người có thể mở từ xa bất cứ đâu. Cái cục gateway với cái điện thoại để mình điều khiển từ xa, đây mình bấm vào đây, mình chọn cục gateway, sau đó bấm nút cắt này. Theo gateway thì cái cục gateway của mình là cái G2, bấm vào biểu tượng G2, mình chọn tiếp theo. Đó, mình nhập mật khẩu tên wifi, rồi mình nhập cái mật khẩu wifi của mình, xong mình để tên gateway, ví dụ tên gateway mình để là